Good morning, students. How are you? I hope you have a good day. This morning, I was a bit annoyed when I woke up and I couldn't find my keys. So I had to go here by my bike. And that is a bit annoying at first, but then I think it is doing good to the environment. So I am happy now. Happy to see you again in our course, English 9. Cô chào tất cả các em. Hôm nay cô hơi buổi sáng nay cô thức dậy và cô tìm chìa khóa không thấy, hơi bực mình một chút, nhưng mà cuối cùng cô phải đến đây bằng xe đạp. Ban đầu thì thấy hơi bực, nhưng mà bây giờ cô nghĩ là việc đấy cũng không quá bực mình lắm, bởi vì mình đang làm một việc tốt cho môi trường, đúng không nhỉ? Hôm trước chúng ta học bài environment, chúng ta thấy có rất nhiều loại ô nhiễm, pollution, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về môi trường. Việc mà chúng ta đang làm tốt cho môi trường có rất nhiều việc, bao gồm như là gì? Chúng ta sẽ đi đến trường bằng xe đạp này, going to school by bike, going to school on foot, hoặc chúng ta có thể đi bằng đi bộ, đúng không ạ? Và hôm nay mình học một chủ đề nữa, đó là về saving energy, là phần tiết kiệm năng lượng. Nó cũng là một việc nhỏ để chúng ta góp phần làm tốt cho môi trường. Ok, so let's begin unit 7, saving energy. Trong bài 7 này, chúng ta sẽ ôn tập cho cô các phần vocabulary và grammar của bài số 7, unit 7, bao gồm những từ ngữ sau đây. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là phần vocabulary review. Trước hết nói về năng lượng, chúng ta phải nắm được các cái từ liên quan đến các loại hóa đơn để chúng ta sẽ phải trả tiền, đó là năng lượng chúng ta tiêu thụ, đúng không ạ? Thứ nhất là từ bill, là từ hóa đơn. Chúng ta có rất nhiều hóa đơn cần phải thanh toán. Ở đây cô đưa ra hai loại hóa đơn cơ bản. Một là water bill, hóa đơn tiền nước, and electricity bill, là hóa đơn tiền điện. Đúng không? Hóa đơn tiền nước hoặc là hóa đơn tiền điện. Và thông thường thì theo truyền thống thì là theo cách thu truyền thống là người ta vẫn đến nhà người ta thu. Bây giờ có rất nhiều loại hình để thu, tuy nhiên là nhà cô thì người ta vẫn đến nhà để người ta đưa hóa đơn. Sau người ta đưa hóa đơn, mình biết bao nhiêu tiền mình mới đóng, nó gọi là bill, tức là hóa đơn chưa thanh toán. Chúng ta có một loại hóa đơn nữa, người ta gọi là receipt. Cái hóa đơn này là khi các bạn đi siêu thị ấy, sau khi mà mình liệt kê các cái danh sách và mình trả tiền, người ta in cho mình hóa đơn. Đây cũng là gọi là hóa đơn, nhưng mà hóa đơn này người ta gọi là hóa đơn đã thanh toán rồi. Để cô phân biệt hai loại hóa đơn để chúng ta dùng cho đúng. Như vậy nếu muốn đổi trả hàng thì chúng ta phải dùng cái hóa đơn nào nhỉ? Phải dùng cái bill hay là receipt? Phải dùng receipt, bởi vì mình đã trả tiền rồi thì người ta mới đổi trả hàng. Nhớ nhá, như vậy hai loại hóa đơn bill và receipt. Receipt, ok, and bill. Từ tiếp theo là một tính từ miêu tả something very big, very large, một cái gì đó rất là to, rất là nhiều, a lot. We say enormous, okay, enormous, very big. We can say this morning I had an enormous breakfast. Sáng nay tôi ăn sáng rất là nhiều, thì chúng ta dùng từ enormous. Chúng ta không dùng big. Sometimes we say big breakfast, okay, but enormous is more natural. Thông thường ta dùng enormous để miêu tả. Từ tiếp theo là một danh từ chỉ nghề nghiệp, plumber, okay, plumber. Âm B này bị câm nhé, B is silent. B bị câm cho nên mình không phát âm, là mình không đọc cái bờ này lên. Nếu đọc bờ là mình đọc plumber, nhưng mà bị câm cho nên mình đọc là plumber, okay. Plumber, là thấy phiên âm rất rõ ràng này. Plumber, không có B nhé. Plumber là thợ sửa ống nước. Water liên quan đến nước đấy, water, okay. This word, this is crack, something, a crack in your pipe, crack in the pipe. Crack là một cái vết khe nứt nhỏ mà nó làm cho rò rỉ nước. Đúng không? Ở trong bài chúng ta thấy có cái cấu trúc là crack, I have a crack in the pipe. Pipe là ống nước này. Pipe là ống nước, và crack là vết nứt. Và chính cái vết nứt nó làm cho nước rò rỉ, đúng không? Nước rò rỉ và gây ra là cái hóa đơn tiền nước của chúng ta nó sẽ tăng lên. So crack in the pipe. Cái từ pipe này nó có một nghĩa nữa, nó là cái tẩu hút thuốc. Cái tẩu mà người ta dùng hút xì gà đấy. Xì gà, pipe, okay. Dripping faucet. Dripping faucet,
cái từ faucet này là từ gốc từ Pháp, mà thấy hơi lạ chút đó. Faucet, dripping faucet là vòi nước nhỏ giọt. Tức là kiểu như là cái khi mà mình vặn ấy, mình vặn không chắc, hoặc là cái van nó bị hỏng hoặc là như nào đó, thì chúng ta thấy là nước nó cứ giọt giọt. Và cái hiện tượng giọt giọt như thế thì chúng ta tưởng là không tốn nước, thực ra là tốn rất là nhiều nước. Và theo nghiên cứu chúng ta thấy là một cái dripping faucet mà liên tục chảy trong một tháng là nó sẽ làm hóa đơn của chúng ta, hóa đơn tiền điện tăng lên 300.000 trong một cái bài báo cô đọc gần đây. Okay, so dripping faucet, remember to turn off the water tap so that you don't have a dripping faucet. Nhớ là tắt nước thật kỹ để chúng ta không bị vòi nước nhỏ giọt. Mình đọc lại cho cô này. Water bill, electricity bill, receipt, enormous, plumber, crack, pipe, faucet, dripping faucet. Okay, let's move on. Các từ tiếp theo đây liên quan đến energy nữa này. Gốc từ energy, energy là năng lượng đó. Chúng ta sẽ đi kèm với nó có rất nhiều loại năng lượng. Ở đây cô giới thiệu một loại năng lượng rất là quen thuộc, đó là solar energy. Solar energy, solar liên quan đến sun ấy, the sun, năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời, đây là một loại năng lượng sạch và chúng ta có thể dùng các cái loại solar panel. Bây giờ người ta sản xuất một cái loại solar panel, đó là để trên mái nhà đấy, để hút cái năng lượng mặt trời và chúng ta có thể có điện và nước để sử dụng. Okay. Một loại năng lượng nữa liên quan đến nuclear power. Nuclear power là năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân. Cái này thì mình không quen thuộc lắm đúng không ạ? Năng lượng hạt nhân. Power, những cái từ power chúng ta lưu ý là nó cũng có nghĩa giống với energy. Nhưng mà tuy nhiên đi với nuclear thì người ta dùng nuclear power, chứ người ta không dùng nuclear energy. Okay? Nuclear power. Okay? Source of power là các nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng có thể đến từ sun đúng không ạ? Thì người ta gọi là solar energy, năng lượng mặt trời. Hay là đến từ wind, đến từ gió, hoặc là water. Okay. Cô nhắc đến một loại solar panel, đó là một loại một cái tấm để hút năng lượng mặt trời. Cô không biết dịch như nào, nhưng mà nó là một cái tấm mà chúng ta thấy trên mái nhà đấy. Người ta để những cái tấm đó thì là năng lượng mặt trời này sẽ hút vào đấy và nó sẽ sản sinh ra điện. Tấm thu năng lượng mặt trời đi. Tấm thu năng lượng mặt trời. Okay, solar, vẫn là solar đúng không ạ? Solar panel. Okay. Solar panel. Install. Install is a verb. That means you plug in something new. It's like you have a new computer, you have a new printer, you have, and then you have to install all the applications and softwares. Chúng ta sẽ phải install tất cả những cái chương trình mà chúng ta cần vào đó. Nó gọi là install. Cái này các bạn rất là quen thuộc ở trong máy tính đúng không? Nó gọi là gì nhỉ? Install là mình download đấy đúng không? Mình lắp đặt đúng không? Yeah, lắp đặt, install something. And natural resources it include something is like oil, wind, and sun, and coal, etc. Những cái loại năng lượng liên quan đến dầu lửa này, hay là gió, hay là mặt trời, người ta gọi là các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nguồn tài nguyên thiên nhiên. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cái này là người ta đang khai thác đúng không? Oil, wind and sun belong to natural resources. Natural resources. Okay, tài nguyên thiên nhiên. Một động từ nữa mà con thấy nó xuất hiện trong bài, đó là động từ provide và supply. Nó đi kèm với with. Provide somebody with something or supply somebody
whip something, tức là cung cấp cho ai cái gì? Cung cấp cho ai cái gì? Như kiểu là mình khi mà đi học ấy, thì là bố mẹ sẽ phải cung cấp tất cả mọi thứ nếu mà chúng ta là sinh viên xa nhà đúng không? So my parents provide me with money, với tiền đúng không? Phải cung cấp tiền. Or sometimes my parents have to provide some good food maybe. Okay? Như vậy là provide somebody with something. My parents provide me with. Chúng ta nhớ giới từ để dùng cho đúng. Nếu mà chúng ta chỉ nhớ provide thôi mình sẽ họ dùng sai, nhớ có từ with nữa nhá. Okay, so those are some other words. We continue with some others related to this topic. This is the word continue. Chúng ta tiếp tục với cái từ ở đây. Cái từ này mình rất là hay thấy. Chúng ta thấy sữa tắm Lux không? Lux. Đây từ gần giống như thế. Và thông thường các con hay đọc là luxury là sai nhá. Nên từ điển trong từ điển mà chuẩn Cambridge người ta viết âm là luxury. Luxury đấy. Là âm sờ nặng chứ không phải là âm sờ nhẹ. Thông thường nó đọc luxury là ra nhá. So luxury, okay, luxury. Đấy để mình phân biệt khi mà mình làm cái từ cái phần mà trọng âm ấy, gạch chân những cái từ mà có cách đọc khác ấy, thì người ta rất hay đưa từ này vào bởi vì thông thường chúng đọc luxury tức là mình tưởng là s đó, nhưng mà nó sure. So luxury và tính từ đi kèm với nó là có luxurious. Serious. Tính từ là sang trọng đấy. Sang trọng. She dressed in luxurious clothes. Cô ta ăn mặc rất là sang trọng, ví dụ thế. Ở đây chúng ta thấy phiên âm này luxurious. 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 Jure nhé. Luxurious. Okay. Luxury. Luxury and luxurious. Next, necessity. Necessity. Danh từ sự cần thiết. Cô rất chú trọng vào cách đọc để khi mà chúng ta làm bài, chúng ta đọc đúng, chúng ta sẽ làm được cái phần bài tập đúng. Nếu mình đọc qua thôi, thì mình làm không bao giờ đúng được cả. Bản thân mình đọc đã sai rồi. So, necessity. Necessity là sự cần thiết. Tính từ của nó là gì nhỉ? Necessary. Okay. Tính từ necessary. It is necessary for you to go to school every day. Đi học là cần thiết, đúng không? So necessary to school. Household. Household is referred to family. Liên quan đến gia đình, hộ gia đình, gọi là hộ gia đình. Yeah, hộ gia đình, household. Energy saving bulb. Cái từ bulb, đây nó phiên âm là âm á này, bulb. Bulb là bóng đèn tròn đấy. Và energy saving bulb là các cái biểu tượng tiết kiệm điện. Nên là chúng ta nếu mà chúng ta mua các loại bóng điện mà nó có cái chữ này, saving energy thì nó gọi là bóng đèn tiết kiệm điện. Bóng đèn tiết kiệm điện, okay. Energy saving bulb. Next we come to ordinary. Ordinary. Cái từ này mình cũng rất hay đọc là ordinary bởi vì đây nó là âm y. Nhá, nhưng đây là phiên âm là âm ơ nhá. Okay. Nên như vậy đừng đọc là ordinary là sai, phải đọc là ordinary. Ordinary. Khi mà các con nghe qua ấy thì mình không phân biệt được đúng không ạ? Nhưng mà khi mình nhìn cái phiên âm ấy, rõ ràng đây là âm ơ nhá, đúng không ạ? So ordinary. Ordinary. Nghe mà không biết thì cứ giống cứ tưởng là ordinary. But ordinary, ordinary. Và Anh Mỹ thì người ta đọc là ordinary. E nhá. Ordinary. Okay. Là bình thường. Ordinary, ordinary. Bình thường, normal đấy. Thông thường. Okay. Consumer. Consumer is something you eat, something you buy. You are the person who buys something. Consumer là người tiêu dùng. Người tiêu dùng. Consumer. Consumer. Trọng âm tiết thứ hai. Âm tiết giữa.
consumer. Đọc nhiều trọng âm và nhìn nhiều cái phần viên âm này là chúng ta phải đọc đúng. Cô hy vọng là sau khóa học tiếng Anh 9 này, chúng ta sẽ không phải sợ cái phần phonetics nữa, cái phần trọng âm. Rất nhiều bạn là không biết làm nào cả bởi vì đọc sai. Consumer, okay? Người tiêu thụ, người tiêu dùng. And energy efficiency. Efficiency, mọi người thấy rất rõ này, efficiency này, đây là âm sure này, sure nặng là ơ này. Efficiency, efficiency, energy efficiency, tức là cái điện năng tiêu thụ. Tức là khi mà mình mua các loại thiết bị điện tử ấy, thì người ta hay nhìn vào các cái thông số kỹ thuật nữa, người ta xem cái energy efficiency, cái điện năng tiêu thụ là lớn hay là không lớn để chúng ta sử dụng các cái thiết bị cho đúng cái efficiency. Và thông thường là energy efficiency là mình dùng ít điện năng thì mình sẽ dùng cái loại này. Okay, let's come to the next. Next we come to category. Category, các thấy phiên âm rất rõ ràng nhá. Category, yeah, category là bằng với kind, các loại. Category, các loại. Ví dụ như mình chơi các cái trò chơi mà chúng ta phải nghĩ đến các cái từ vựng liên quan đến các chủ đề khác nhau đấy. Different categories, các câu sẽ đưa vào, ví dụ như là food, đồ ăn này, countries, vân vân, nó là categories. Ultimately, finally, bằng với finally, tức là cuối cùng thì, người ta hay dùng để kết một cái câu nào đó hoặc một cái câu chuyện nào đó. Ultimately, for example, he has a lot of choices in choosing the career. Anh ta có rất nhiều sự lựa chọn công việc, but ultimately or finally he choose to be a teacher. Ví dụ cuối cùng là anh ta cũng chọn để làm giáo viên, ví dụ như vậy. Finally or ultimately. Innovation is something new, something, it's like kind of invention, một cái loại phát minh gì đó mới và cải tạo một cái hiện tượng nào đó, nó gọi là sự cải tạo, sự đổi mới. Innovation, leading innovation là cái slogan của LG hay sao đấy? Oh no, LG Life is good. Leading innovation là một cái slogan của cái electronic này, cô hơi quên, nhưng mà nó có đấy, leading innovation. Okay, sự đổi mới. Labeling scheme, cái từ scheme này nhá, nó là CH, đó, nhưng mình đọc là K. Okay, scheme. Labeling scheme là cái nhãn hiệu mà lúc phần trước là cô giới thiệu một chút rồi đấy, là nó liên quan đến các cái thông số kỹ thuật. Labeling scheme là cái nhãn mác mà thông thường là người ta giới thiệu các cái thông số về một cái thiết bị điện tử nào đó. Labeling scheme. And to heat là động từ làm nóng. Chúng ta có tính từ hot. It's very hot today. Hôm nay trời rất là nóng. Và động từ heat là động từ làm nóng. I heat the water. I heat the frying pan. Tôi làm nóng chảo. And then I put some oil in. Rồi tôi cho dầu vào. Heat something. And after you heat something, it's very hot. Okay? Đó là phần từ vựng, toàn bộ những phần từ vựng của bài số 7. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần grammar review. Okay, so grammar review of unit 7. I need to mention 3 things. Chúng ta cần nhớ cho cô 3 vấn đề của bài số 7. Thứ nhất là về connectives, là các loại từ nối. Các loại từ nối ở đây người ta đưa vào các từ như là and, but, because, or, so, therefore, and however. What? Lát nữa cô sẽ nói kỹ hơn về các cái từ này, cách dùng như thế nào. Phần thứ hai là phrasal verbs, là các cụm động từ. Phrasal verb, ví dụ như là turn on, turn off, look for, look after, and go on. Phrasal verb là động từ đi kèm với một, hai hoặc ba giới từ. Phrasal verbs. And the three, number three is making suggestion, là đưa các lời đề nghị, dùng động từ suggest. Suggest doing something or suggest that somebody should do something. Và chúng ta sẽ thấy là hai cái này nó khác nhau một chút. Bây giờ cô sẽ đi vào phần cụ thể. Phần thứ nhất chúng ta có là phần connectives, là các phần từ nối. Ở đây ta đưa vào những từ nối sau đây, và cô mỗi một từ nối cô có một ví dụ.
từ thứ nhất là từ N mình dịch là và, đúng không? Mình dịch là và. N là và. So, example, solar energy can be cheap and clean. Tức là năng lượng mặt trời có thể là vừa rẻ và vừa sạch, đúng không? N, nối hai từ tương đồng về mặt nghĩa, N. Từ thứ nhất là từ O, O là hoặc. Hoặc thế này, hoặc thế kia. Do you like math or English? Cậu thích tiếng Anh hay là toán? Or, hoặc là nó, cái này hoặc cái kia, tức là mình có sự lựa chọn. Because là bởi vì. Bởi vì dùng để đưa ra một cái lý do nào đó. I stay at home because it's raining hard. Tôi ở nhà bởi vì trời đang mưa. Lý do chúng ta đang mưa, cho nên tôi ở nhà. Because, bởi vì. Number 4, so, so là vì vậy. Vì vậy, tức là mình sẽ đưa ra một cái, cũng là một cái lý do gì đó, một cái hệ quả, đúng không? He worked hard, so he passed the exam. Anh ta học tập rất là chăm, vì thế anh ta vượt qua được kỳ thi. Vì thế, vì vậy, đây chính là một cái hệ quả. He passed the exam, okay? Từ nối thứ năm là từ therefore. Therefore và so, mình thấy là có sự tương đồng, đều mình dịch là vì vậy. Hai cái này đều là vì vậy, đúng không? So và therefore này là vì vậy. Tuy nhiên cách sử dụng và vị trí đứng của hai từ này có khác nhau. Ở đây chúng ta thấy trong ví dụ so của cô là so đứng ở giữa câu để mình nối với một cái vế liên quan đến hệ quả. So, từ so rất là quen thuộc. Còn từ therefore các bạn thấy là nó đứng khác này. His family was poor, therefore he couldn't go to school. Gia đình của anh ta nghèo, chấm. Vì vậy anh ta không thể đến trường, đúng không? Như vậy therefore đứng ở hết một vế, hết một câu chúng ta chấm, sau đó đến therefore và phẩy, sau đó mình nối với vế thứ hai. Như vậy nếu như câu sâu, câu ở trên này, cô dùng therefore thì cô sẽ dùng như nào nhỉ? Câu 4 này cô dùng therefore này. He work, chúng ta giữ nguyên vế thứ nhất, hard chấm này, đúng không? Sau đó mình dùng therefore phẩy. He pass the exam. Đấy, như vậy chúng ta thấy therefore vị trí của nó như này, đứng một về một câu chấm, sau đó đến therefore và phẩy, được chưa? Vậy mình viết lại được câu hai câu trên bằng nghĩa với nhau. Phần này người ta rất hay dùng để viết lại câu, cô giới thiệu luôn. Next number 6, but và however. But và however cùng nghĩa, mình dịch là nhưng hay là tuy nhiên, đúng không ạ? Tuy nhiên, tức là mình sẽ nối hai vế câu trái nghĩa nhau. For example, he worked hard, but he failed the exam. Anh ta làm việc học tập rất là chăm chỉ, nhưng mà anh ta vẫn trượt thi. Đúng không? That man is rich, however, he's not happy. Người đàn ông đấy rất là giàu, tuy nhiên anh ta không vui, anh ta không hạnh phúc. Đúng không? Giàu nhưng không hạnh phúc. Vị trí đứng của but chúng ta thấy giống với so, nó làm từ nối thông thường. Còn however nó giống như therefore, nó cũng đứng như thế, đúng không? Đằng sau đứng một câu và chấm, sau đó mình nói however và phẩy. Như vậy nếu như câu 6 này cô viết lại bằng however, cô sẽ viết là gì đây? He worked hard, chấm, đúng không? Sau đó mình dùng however. However, phẩy, mình bỏ but đi và mình nói là but he failed the exam. Có viết ở dưới nhá. He failed the exam. Đấy. Như vậy chúng ta thấy là cách dùng của cái từ therefore và however nó giống nhau. Mặc dù nó khác nhau về nghĩa, tuy nhiên là cách sử dụng nó giống nhau. Và lưu ý, cấu tạo cái phần connectives này quan trọng nhất là vị trí đứng của các từ nối và cái nghĩa chúng ta nối có hợp với nhau không. Và thứ ba là mình biết các từ liên quan để mình có thể dùng để phần viết lại câu. Mình có thể có cách nhiều cách nói khác nhau. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo, phần thứ hai. Phần thứ hai là phần phrasal verbs, là phần cụm động từ. Chúng ta có turn on and turn off. Turn on là bật lên. Turn on the light, bật lên. Đó. Turn off the light là tắt đi. Đó. Bật lên là tắt đi. Turn off là tắt đi.
turn on the light, turn off the light. For example, we say, remember to turn off the light when you go out. Nhớ tắt đèn khi bạn đi ra ngoài. Nhớ tắt đèn khi bạn đi ra ngoài. Thì hai động từ này, riêng hai động từ này chúng ta có thể gọi là separable phrasal verbs, là mình có thể tách đôi cái này ra. À, thay vì dùng remember to turn off the lights, mình cũng có thể dùng là turn them off. Turn them off. À, tức là mình có thể chia cách được và mình xen vào. Ví dụ đây bình thường the lights của cô là số danh từ số nhiều, mình sẽ thay bằng một tân ngữ là them. Cô sẽ có turn them off, tắt nó đi. Nếu như mình muốn dùng, mình không muốn nói đến từ đèn, mình turn them off. Nên là nó có thể separable. Tương tự đối với turn on cũng thế. Turn them on. Turn them on, bật lên, đúng không? Bật nó lên nếu mình không muốn nhắc lại từ thứ nhất. Okay, chúng ta đến với các cái phrase tiếp theo. Cô có look for. Look for something, tìm kiếm cái gì đó. I'm looking for him. Tôi đang tìm anh ta. I'm looking for my keys. Tôi đang tìm chìa khóa. I'm looking for my keys. I can't find it. Không tìm thấy. Look after. Chăm sóc. Look after. Chăm sóc. I asked my neighbor to look after my cat when I was on business. Tôi bảo hàng xóm trông nom hay là chăm sóc hộ con mèo khi mà tôi đi vắng. Đúng không? Chăm sóc hoặc là trông nom. Look after. And we have to go on. Go on, that means continue doing something. Go on doing something. Tiếp tục làm gì đó. Tiếp tục làm gì. À, ví dụ, he went on working after returning home. Anh ta tiếp tục làm việc sau khi trở về nhà. Go on working. Nó dùng với một động từ verb in. Như vậy ta thấy là phrasal verbs ở đây người ta đưa vào một số cụm từ cơ bản thôi. Nó còn khá là nhiều những cái phrasal verbs cô sẽ gửi kèm theo tài liệu học của khóa học. Tuy nhiên là chúng ta thấy bản chất của phrasal verb, cấu tạo của nó bao giờ cũng là một động từ đi kèm với một giới từ nào đó. Đúng không? Preposition. Đi kèm một giới từ. Cũng có thể có hai giới từ, cũng có thể ba giới từ. Take care of cũng là một cụm động từ. Đúng không? Nó là một cụm từ, cụm động từ. Và nghĩa của nó, chúng ta thấy là nghĩa của nó không hoàn toàn phụ thuộc vào động từ, mà nghĩa của nó hoàn toàn khác. Lúc bình thường mình nói là nhìn cơ, đúng không? Lúc là nhìn, nhưng lúc after lại là chăm sóc, lúc for lại là tìm kiếm. À, như vậy nghĩa của phrasal verb chúng ta thấy là nó không giống với nghĩa chính của động từ, bởi vì nó đã bị chuyển đổi khi đi kèm với giới từ rồi. Đúng không? Bản chất của nó là như vậy. Chúng ta đến với phần thứ 3 trong bài này. Part 3, chúng ta sẽ liên quan đến các phần making suggestion, tức là đưa các gợi ý, đưa ra đề nghị, dùng động từ suggest. Suggest rất là quen thuộc đúng không ạ? Nhưng mà có hai cách sử dụng. Ở trong phần này cô đưa ra và cô lưu ý chúng ta hai cách sử dụng của động từ suggest. Một là chúng ta dùng suggest doing something. Ví dụ, I suggest going to the cinema tonight. Tôi đề nghị là chúng ta đi xem phim tối nay, đúng không ạ? Khi mà người nói mình và cái người kia cùng làm, chúng ta dùng suggest doing something, cả hai người cùng làm. Ví dụ cô nói câu này, tức là cô sẽ đi xem cùng với chúng ta. I suggest going to the cinema tonight. Còn nếu chúng ta dùng như vậy, suggest going, mình mở ngoặc là gì ạ? Đề nghị cùng làm. Để cho mình dễ nhớ. Đề nghị cùng làm, tức là người nói cùng làm cái việc này. Mình dùng suggest doing something. Còn mẫu thứ hai là suggest that somebody should do something. Cô vừa ví dụ, Mike suggests that Peter and I should go to the cinema tonight. Tức là tôi đề nghị là Peter và cậu nên đến rạp chiếu phim tối nay. Tức là khi mình đề nghị người khác làm cái việc đó thì mình dùng suggest that somebody should do something. À, như vậy cái này là đề nghị người khác làm. Đề nghị người khác làm, đúng không ạ? Một cái là đề nghị để cùng làm và một cái là đề nghị người khác làm, hai cái sẽ khác nhau, đúng không ạ? Như vậy khi mình viết lại câu, mình thấy trong câu mà có liên quan đến người nói cùng làm thì mình dùng suggest doing. Và nếu như mình đề nghị hoàn toàn những người khác không liên quan đến mình, như kiểu mình đưa ra lời khuyên ấy, thì mình sẽ dùng suggest that somebody, tức là chủ ngữ mình sẽ khác nhau. Được chưa? Như vậy phần thứ ba của cô là phần đưa ra các câu yêu cầu và đề nghị. Như vậy cô đã giới thiệu xong toàn bộ ba cái phần ngữ pháp chính của Unit 7. Chúng ta sẽ xem kỹ video và xem kỹ các cái ví dụ để chúng ta sẽ
chuẩn bị tốt nhất cho phần bài tập thực hành của Unit 7. Okay, it's time for saying goodbye now. Đã đến lúc phải kết thúc bài học hôm nay rồi. Cô chúc chúng ta có một tuần làm việc hiệu quả và học thật tốt những cấu trúc để chúng ta có thể làm bài tốt nhé. Okay, goodbye and see you very soon. Thank you.